Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Lý Văn Lộc ngày hôm nay. Và hôm nay Lộc muốn làm cái video này để chia sẻ các bạn để xóa đi một cái trang fanpage mà mình không dùng đến nữa. Xóa đi một cái trang fanpage mà trước đây mình sử dụng nhưng bây giờ thì mình không sử dụng nữa. Đấy, thì mình muốn xóa nó đi thì mình sẽ dùng các bước như nào. Thì đây nó có một cái trang fanpage mà trước lập cho một người anh em, mà anh em làm một shop giày, nhưng mà bây giờ thì anh ấy không bán giày nữa rồi, anh ấy chuyển bán cái khác. Thì hôm nay Lộc sẽ review các bạn cách để Lộc xóa đi cái fanpage này. Và giờ cái việc này thì nó khá là một việc rất đơn giản. Thì các bạn cứ kích vào cái phần tam giác sổ xuống này thì nó sẽ có hiện lên các trang. Còn kích vào xem thêm nó sẽ hiện ra các trang này. Thì các bạn sẽ kích vào cái trang của bạn đã quản lý đây. Sau đó là các bạn kích vào cài đặt. Đấy, các bạn kích vào cài đặt nhé. Phần cài đặt này đấy thì nó sẽ có phần gỡ trang. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mờ mờ này nhạt nhạt này là xóa trang của bạn. Các bạn sẽ bấm vào đây để chỉnh sửa nó. Thì các bạn muốn xóa trang thì bấm thẳng vào đây để xóa trang rồi. Hủy đăng trang này luôn nhé. Nếu bạn xóa trang của mình, bạn sẽ khôi phục được sau 14 ngày. Tức là gì, trong vòng 14 ngày bạn cảm thấy hối tiếc, bạn có thể khôi phục lại hoàn toàn cái trang này. Nhưng mà nếu sau 14 ngày đấy và bạn không xác nhận khôi phục nó, thì sau đó bạn sẽ nhận được một cái xác nhận rằng bạn muốn xóa trang vĩnh viễn. Bạn cũng có thể ngừng phát hành trang này để quản trị viên có thể thấy trang. Đấy, thì sau 14 ngày bạn không khôi phục thì bạn có thể thực hiện thao tác thứ hai. Đấy, để xóa vĩnh viễn trang này. Và cái thao tác thứ hai này nó sẽ gửi thông báo cho bạn, và chỉ cần lúc đó bạn chỉ cần kích vào xóa vĩnh viễn thôi. Và sau 14 ngày đấy thì tất cả những người khác có quyền khôi phục, cũng có quyền xóa trang nếu như họ là quản trị viên của cái trang này. Và bây giờ bạn bấm vào xóa trang thì những người mà đồng quản trị viên của cái page này đấy sẽ nhận được thông báo xóa trang. Các bạn nhớ là như vậy, sau 14 ngày nó sẽ thông báo cho tất cả các quản trị viên là có muốn khôi phục hay là muốn xóa hẳn. Thì đây là chúng ta sẽ xóa và ấn OK, và trang này sẽ được lên lịch để xóa. Đấy, các bạn nhìn đây, khi bạn kích vào nó sẽ hiện lên một cái thông báo là Lê Văn Lộc đã thực hiện xóa trang, đã thực hiện xóa trang. Đấy, các bạn nhìn này, đấy các bạn nhìn chưa, đấy một cái thông báo. Thì như vậy thôi, sau 14 ngày thì các bạn sẽ thấy cái trang này bị xóa đi. Vừa mình đã đánh dấu tích vào cái phần là không đăng trang rồi, thì là trang này sẽ không được đăng nữa. Đấy. Thì qua đây Lộc muốn giới thiệu các bạn một số các tính năng quan trọng của cái phần cài đặt quan trọng này. Thì thứ nhất là các bạn vào phần cài đặt này đấy, các bạn sẽ có đây là cái phần cài đặt chung, là cái cài đặt cao tối cao nhất dành cho người quản trị viên. Các bạn phải nhớ là chế độ trang chưa đăng nhá. Trang chưa đăng là vừa mình ấn vào cái xóa trang, mình đã tích vào cái phần không đăng trang nên là trang thành chưa đăng. Các bạn có thể chỉnh trang đăng ở đây. Đấy. Cái lỗi này đấy là mình muốn phân tích các bạn, là các bạn phải chú ý là có rất nhiều người lập fanpage lên. Thì các bạn biết là ngày xưa đấy, lập fanpage lên thì sẽ được Facebook đăng ngay. Nhưng bây giờ đấy là Facebook có một cái chế độ là nếu như bạn đăng dưới 3 bài viết, thì trang sẽ không được đăng. Đấy, hoặc là bài viết bạn đăng lên mà có ít hơn 10 người like, share và comment ấy, thì tương tác ấy, thì nó sẽ cũng không đăng trang. Thì có rất nhiều người bị cái lỗi này là thiết lập cái trang xong rồi up bài lên thì không thấy trang nó đăng các bạn ạ. Bởi vì Facebook nó tự động không đăng trang. Nên các bạn phải nhớ là khi các bạn lập một cái trang, các bạn phải kiểm tra là trang đã được đăng hay chưa nhá. Và các bạn up bài lên nó mới có hiệu quả. Không thì các bạn sẽ không mời ai thích like được trang đâu. Đấy. Và những cái phần bên dưới này là phần rất là dễ hiểu. Thì các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy được ngay. Nó không có cái gì quá khó ở đây cả. Đấy, nhưng mà nó có một cái phần này cho phép người khác gắn thẻ ảnh và video. Đấy, các bạn nhớ bật cái này đi. Nếu như bạn đăng một cái bài viết vào một cái bài trong tường của mình. Đấy, sau đó các bạn tag tên cái trang của mình theo. Đấy,
các bạn nhớ như vậy thì cái này, cái chế độ này nó rất là tốt. Đấy là cái phần cài đặt nâng cao này mình muốn giới thiệu các bạn. Phần thứ hai là người khác gắn thẻ trang này, khả năng gắn thẻ các bạn bật hai cái này lên nhá, bật luôn cả cái dưới này lên, bật luôn cả hai cái này là 4G bật rồi này. Đấy. Đấy thì đấy đấy là cái ưu việt của cái Facebook đấy. Đấy thì đó là những cái này. À, thì đó, trong cái phần này thì mình chỉ chú ý là hai cái đấy thôi. Thì chỉ là các bạn lập trang mới thì các bạn nên chú ý. Còn có những cái thắc mắc nào, có những cái gì các bạn muốn tìm hiểu thêm, muốn giải đáp thêm thì các bạn hãy đặt câu hỏi và comment ở dưới video này, mình sẽ trả lời hết cho các bạn. Thì đó là cái video này, mình chỉ muốn giúp các bạn xóa trang đấy, và tối ưu một tí thôi. Thì sẽ gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Cảm ơn.